đi đâu á, nó để cho nè. Bán cái số hay làm gì anh? Hả? Xin tiền hả? Xong bán cái số thêm. Hả? Không có vốn hả? Vốn bao nhiêu, giá số bao nhiêu vốn mà cần vốn? Hả? Cái này em nói anh là nên bán thêm giá số, hiểu không? Mình lấy ít giá số, mình đi người ta thương, người ta mua nhiều lắm, người ta vừa mua vừa cho luôn. Hiểu không? Hiểu hả? Cần bao nhiêu vốn? Cần nhiều vốn không? Khoảng rồi chia lại ra bao nhiêu tiền? Bây giờ con lấy tiền mặt con đưa cho chú. Không, cứ vậy đi rồi. Rồi 250. Là 250 ngàn đúng không? Rồi 250 ngàn. Đó bây giờ tôi nói anh nói nè, anh cứ lấy cái này đi bán thử, hiểu không? 250 nó lời đâu. Giờ mình bán cho ông này có chứ nào. Ý là tôi bỏ ra 250 tôi mua cho ông này. Bán cho anh đi. Không? Anh cho. Ý ông này nó chưa bán cái số bây giờ. Bây giờ mình đang chỉ với nó cách làm ăn, hiểu không? Chứ đi xin mà đi xin như vậy thì người ta cho không bao nhiêu, nhưng mà bán cái số người ta thương, có thể bán một ngày 400-500 tờ riêng ông này, hiểu không? Ủa anh ở quê đâu lận? Hả? Quê đâu mà sao không biết hay à? Tên gì? Tên Đậu. Tên Đậu à? Bao nhiêu tuổi rồi? 34 tuổi. 34 tuổi tên Đậu à, tối ngủ trên xe lăn luôn. Ủa tối ngủ hay thường thường hay ngủ ở đâu? Dạ. Hay ngủ ở góc nào? Không biết nữa, đi bò tới đâu ngủ tới đó. Trời, mà ở đâu vô? Ở đâu vô? Ở quận Nhất. Quận Nhất vô hả? Quận Nhất. Ở tầm tuổi này rồi mà không biết nhà ở đâu, quê ở đâu. Thôi nói chung là thôi cứ giúp gì đó thôi. Anh cũng cần giúp giúp đôi giúp người nha anh. Rồi ok. Tao em mới cho ông tiền rồi nhưng mà mình muốn chỉ cho ông cái bán cái số. Rồi. Em chỉ em cho cái cần câu thôi, còn phải tự đi làm. Đúng rồi. Còn ừ. Nãy cho rồi. Ấy ở cái đó đó. Ừ. Đúng rồi. Thôi về đi đi, mình tập làm điều đó đi nha. Đúng rồi, anh chỉ cần đứng anh về anh đưa giá số là thôi là bán được. Đứng cái đèn xanh chỗ đó thôi, không cần đi đâu hết. Tập làm đi nha. Rồi, Pháp Anh cũng xin chào hẹn gặp anh em với những clip tiếp theo. Thì thật sự với anh chị không biết thật hay giả, nhưng mà thôi cuộc sống mà mình cứ cho đi, rồi thật hay giả thì từ từ xã hội sẽ biết nha. Thôi bye, hẹn gặp anh em ở những clip tiếp theo. Lúc nãy Pháp Anh kêu ổng đứng ngang cái chỗ này, đứng ngang trong tay cầm giá số phải thôi là có thể là sẽ bán được, nhưng mà tới lúc mình đi xong cái mình đeo khẩu trang, mình đeo kiếm xong cái mình đi tới thì chả thấy đâu hết. Mình chỉ nghi ngờ là người ta được có một cái người đó là chăn dắt ha. Tại vì Sài Gòn bị chăn dắt rất là nhiều, cho nên là mình chỉ tội cái là chăn dắt, mà chăn dắt đúng sao mà chăn dắt gọi là coi như là áp bức á, cho nên là mình sợ, mình thấy tội thôi. Nói chung là mình thấy tội thôi, tại vì lúc nãy mình hỏi cái địa chỉ ở đâu người ta cũng không cho luôn, chứng tỏ là mình đang có sự nghi ngờ ha. Cho nên là mình cố tình mình đi một vòng xong mình quay lại thì lúc còn không thấy ha. Nói chung là thôi kệ đi, không sao đâu. Cho đúng người thì ok, mà cho không đúng người thì mình sai ha. Thôi ok.